trở với kênh channel của Kim Minh Washington DC. Ngày hôm nay mình chia sẻ với mọi người một cái tiêu đề mà mình cảm thấy rất là thú vị và bảo đảm sẽ có rất là nhiều người quan tâm. Vì cái điều này á thì có nhiều người hỏi mình á là ở bên đây á là con gái á, họ thích là con trai ăn chơi hay là con trai lịch lãm, thì có giống như bên Việt Nam mình hay không. Thì mình sẽ cái rút ra những cái điều mà mình cảm thấy là mình gặp nhiều, cũng như là thì mình sẽ nói cho mọi người nghe là ở bên Mỹ này họ thích trai hư hỏng hay là trai đàng hoàng, và lý do tại sao thì mình sẽ phân tích từng khía cạnh cho mọi người. Thì ở bên Mỹ này á, các bạn biết không, nếu như mình nói về cái khía cạnh là tất cả mọi người đều thích trai hư hay là tất cả mọi người đều thích trai ngoan thì cái điều đó là không đúng. Thì mình sẽ phân tích theo từng cái khía cạnh và từng cái lứa tuổi của mỗi người sẽ có sở thích như thế nào. Thì theo mình thấy đa số thì tuổi từ 30 trở lại, là 30 tới mười mấy tuổi đó, thì khoảng tầm lứa tuổi tầm trung bình như vậy, với cái những cái tính cách năng nổ, với những cái tính cách thích khám phá, với những cái tính cách là kêu bằng làm chủ cái cuộc sống của mình, nói chung là rất là hăng say á và tràn đầy năng lượng á và dám nói dám làm, thì những cô gái đó họ sẽ chọn với những cái anh chàng hư hỏng một chút xíu. Ví dụ như là mấy anh chàng nó ăn chơi nè, rồi ví dụ như là có những cái tính cách hơi trội hơn với người khác một chút xíu, thì với những cái cô gái ở bên nước Mỹ này họ sẽ chọn kêu bằng hư hư một chút xíu, và có những cái tính cách theo kiểu là hơi láo hay gì đó, đi ra ngoài đường là phải có cái vên mặt lên, có mặt mũi một chút xíu. Đó là cái tính cách của những cô gái sống ở đây, thì họ sẽ lựa chọn theo cái khuynh hướng như vậy. Còn theo cái lứa tuổi mà từ mười mấy cho đến 30 đó, chỉ có một số ít thôi các bạn, chỉ có một số ít họ sẽ chọn với những người con trai có cái tính cách điềm đạm và ngoan một chút xíu. Thì thường á, cái lứa tuổi đó là cái lứa tuổi gọi là năng nổ, dám nói dám làm và dám xông pha vào mọi thứ, thì cái tỷ lệ mà chọn trai ngoan thì rất là ít, và thường là những cô gái đó họ bị đánh đổ với những cái anh chàng mà đẹp trai ga lăng và kêu bằng hơi có một chút xíu gọi là phá phách đó, thì sẽ cưa cẩm được những cô gái nhiều hơn so với những cái anh chàng mà quá ngoan hiền, thì có lẽ là nó không có được ưu thế. Và những anh chàng cái tính cách ngoan hiền thì mình thấy là từ tầm 30 đổ lên thì mấy anh mới được chọn nhiều, và những cô gái khoảng tầm 30 đổ lên thì cô gái sẽ chọn những anh đàn ông hiền, điềm đạm và người kêu bằng đàn ông của gia đình. Đó là những cái kiểu chọn người ở bên đây đó mọi người. Mà mình thấy mình đi mình tiếp xúc rất là nhiều người, và trẻ có, lớn tuổi có và nhỏ tuổi cũng có luôn, thì mình hiểu được là cái kiểu mà những cái cô gái họ chọn á, đa phần là sẽ chọn những anh chàng hơi hư hỏng. Thì hư hỏng nhiều hay ít thì tùy vào cái sở thích của những cô gái đó, nhưng mà mình nói chung quy là những cô gái sẽ đa phần là sẽ chọn những anh chàng hư hỏng nhiều hơn. Và những cái anh chàng mà thành đạt á, thì thường những người thành đạt, những người mà có suy nghĩ về khuynh hướng gia đình và những người đó, thì thường họ sẽ cập kê sau khi họ 30 mấy tuổi các bạn, và họ sẽ chọn những cô gái là nhẹ nhàng, và những cô gái họ có cái khuynh hướng là phụ nữ gia đình thì họ cũng sẽ chọn những người đàn ông như vậy, có cái kiểu sống lối sống hơi khép kín thì họ sẽ chọn những người đàn ông ngoan hiền và kiểu nhẹ nhàng kiểu như vậy. Nhưng mà mình thấy hầu như là những anh mà có những cái tính cách năng nổ, bạo dạn và hơi hư hỏng ăn chơi á, thì có rất rất là nhiều bồ và mấy em đó rất là thích, đặc biệt là rất là thích các bạn. Đôi khi hả có bồ rồi luôn mà những cô gái đó biết có bồ rồi mà những cô gái đó vẫn xông pha vào quen. Đó là mình thấy ở bên đây là như vậy đó, và chồng mình cũng xác nhận điều đó. Chồng mình nói là em biết không, những đứa con gái mà ở bên Việt Nam mới qua, hoặc là những đứa mà Mỹ gốc ở bên đây rồi á, là nó thích mấy thằng con trai quậy lắm.
nó phải quậy quậy vậy đó là nó mới thích. À, còn mấy đứa mà hiền hiền quá nó chê cù lần đó, là chồng mình nói luôn á, là ổng nói là hồi trước á hả, anh đi qua ngoài đường anh bồi nhiều lắm, ổng thì kiểu ổng xông pha lắm, trời ơi. À, kêu bằng ai đụng tới anh là ra tay nghỉ hiệp liền đó, đại loại là như vậy đó, cho nên rất là nhiều bồ đắc kép. Và đắc ra bởi vì người ta mới nói là lắm mối tối nằm không á các bạn, đó là theo kiểu như vậy đó. Rồi quen cho cố vô tới cùng không không biết con nào, kêu bằng không biết con nào tốt, không biết con nào đàng hoàng, rồi tới cùng lướt qua những người tốt luôn đó, giống vậy đó. Rồi những cái người bạn mà đi chơi chung với ổng thì mình cũng gặp rất là nhiều, và những cái người đó mình quan sát những cái cách họ nói chuyện và họ kể về cái quá khứ của họ, và mình có hỏi xác minh ở chồng mình á, thì chồng mình nói ừ là họ như vậy đó. Thường là những cô gái mà chọn người yêu á là sẽ chọn những cái anh chàng có khuynh hướng là hơi quậy quậy như vậy đó các bạn, đó là cái sở thích á. Nhưng mà mình thường mình thấy ở bên Việt Nam mình á thì sẽ đa phần là sẽ chọn những cái anh chàng mà có tính cách mạnh mẽ nhưng mà biết làm ăn, phải biết làm ăn, có tính cách mạnh mẽ, nói đâu ra đó, chứ không có chọn theo cái khuynh hướng là quậy nhiều. Chỉ là những cái kiểu mà quậy nhiều chỉ cái đối với những cái tuổi mà thanh xuân thôi, thì họ mới chọn những cái anh chàng lấp cha lấp chóc vậy thôi. Chứ còn nếu như mà đứng cỡ 18, 20 tuổi rồi bắt đầu biết suy nghĩ hay gì đó thì hầu như những cô gái Việt Nam mình sẽ chọn những người đàn ông là dám nói, dám làm nhưng mà không phải là quậy. Đó là cái kiểu chọn của người Việt mình là như vậy. Nhưng mà còn với những người mà sống tại cái đất nước Mỹ này, họ sẽ chọn theo khuynh hướng là anh ăn chơi, anh quậy nhiều, là đối với anh trong mắt em, anh là một siêu nhân vậy đó, giống như như vậy đó. Và những cái này là mình nói, mình đúc kết ra từ cái quan điểm của riêng mình thôi, chứ mình không có tổng tổng thể hết tất cả mọi người, là mình chỉ nói là một số trường hợp và mình cảm thấy nó có khuynh hướng như vậy, chứ không phải là mình bao đồng tất cả nha mọi người. Tại xã hội này mình không bao giờ mình có thể bao đồng tất cả. Nhiều khi bác sĩ họ trị bệnh mà họ còn chỉ là để 999,9% thôi, chứ họ còn chưa dám khẳng định 100% mà. Cho nên những cái gì mình nói chỉ là bao quát thôi, bao quát thôi chứ không phải là cụ thể. Cho nên có những cái trường hợp nó sẽ riêng biệt và nó sẽ có những khía cạnh khác nhau. Đó thì chỉ là mình đứng ở một góc độ của một cái người sống ở bên nước Mỹ này, và chồng mình đã sống ở đây mấy chục năm và nhìn nhận về cái sự mà tìm bồ khi mà những cô gái lớn lên và những anh chàng bắt đầu biết yêu rồi, biết chọn lựa người yêu rồi, đó là anh nói cho mình nghe. Và những người cũng đồng trang lứa với chồng mình sống ở trên đây đất Mỹ này rất 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 là lâu rồi, và họ cũng nói cho mình nghe là nói như vậy. Và mình cũng quan sát những cái lời nói cũng như là những cái tình huống, giống như là khi mình gặp những người như vậy thì mình cũng xác nhận được là những lời mấy anh nói rất là đúng. Và mình xác nhận được điều đó là sống ở nên nước Mỹ này, mấy cô nàng mà chọn người yêu thì sẽ có cái khuynh hướng chọn mấy cái anh hơi hư hư. Bởi vì người ta nói là cái phụ nữ á, họ sao á, họ yêu bằng mắt á, và họ cảm nhận như người đàn ông như vậy mới thật sự là mạnh mẽ, mà những người đàn ông như vậy mới thật sự là man romantic đó các bạn, đó là theo kiểu như vậy đó. Cho nên đó hả, ngày hôm nay mình có một video chia sẻ vui vui với tất cả mọi người, mong là mọi người nghe và hiểu hơn về cái cuộc sống bên Mỹ nó như thế nào, và cái sở thích của cái người sở tại ở đây họ cái thích cái gì và họ quan tâm về cái gì nha mọi người. Thì nếu như mọi người cảm thấy video này hay thì nhớ đăng ký, like, subscribe ủng hộ kênh của mình nha. Và đừng quên kết nối với mình bằng cách là bấm vào phần mô tả, là mình có để cái đường link kết nối Facebook và cái kênh YouTube của mình, để mọi người có thể là gắn kết với mình nhiều hơn bằng cách là đăng ký, subscribe và nhấn chuông, để khi mà mình up video các bạn sẽ là người xem video đầu tiên. Và hãy để lại cái ý kiến cảm nghĩ của mình phía bên dưới comment để mình có thể trả lời cũng như là làm video cho các bạn xem nhiều hơn và cải thiện cái kênh của mình tốt hơn nha mọi người. Lời nói cuối cùng xin gửi đến tất cả mọi người là
Chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành ít thời gian theo dõi video của mình. Bye bye, hẹn gặp lại.